Ôi con này, sao tự dưng phanh gấp thế? Thôi xong rồi, mày ăn cơm trước cảng phải không? Không, hình như cháu say xe chú ạ, người cứ nồn nào quá đây này. À, không phải ăn cơm trước cảng. Nhưng mà ngồi lái xe thì làm sao mà say xe được? Đúng là mày ăn cơm trước cảng đúng không? Mày khai nhanh mấy tháng rồi. Đã nói là không phải, chắc là do cháu mới lái, chưa quen nên là say xe thôi. Cái đầu óc chú toàn ba lăng nhăng đấy nhở. À, say xe. Thế thì lần sau lên xe, hãy nhớ những cách này để giảm say xe này. Cách chống say xe hiệu quả: 1. Nhìn ra ngoài trời, giúp định hướng lại để có cảm giác thăng bằng. 2. Nhắm mắt và ngủ một giấc giúp thư giãn. 3. Nhai kẹo cao su. 4. Sử dụng gừng cũng có thể giảm được say xe hiệu quả. 5. Lắp thêm những cái thiết bị có thể lọc được không khí ở trên xe, khử mùi xe cũng như là tạo không khí trong lành trên xe của bạn. Có thể kể đến hệ thống phun nước hoa và lọc không khí Hazachi, giúp chúng ta có một không khí trong lành trên xe ô tô. Hazachi giúp lọc không khí và bụi bẩn, diệt khuẩn, khử mùi xe hiệu quả. Hương thơm tự nhiên, tươi mát và an toàn, đảm bảo sức khỏe cho bạn và gia đình. Đấy, mày phải nghe chú, lắp mấy cái này vào. Ơi con này, tao đang dạy cho mày cách giảm say xe trên ô tô mà sao mày vuốt điện thoại, mày khinh tao. Gớm nữa, chú cơ hội chết thì được. Hớ ra cái là quảng cáo được ngay à. Bộ phun xương nước hoa và hệ thống lọc không khí Hazachi giúp lọc bụi bẩn khử khuẩn hiệu quả. Sao chú biết cái bộ phun xương Hazachi? Mà cháu xích chú hôi, chú không thì cháu say xe à? Là do xe chú có mùi hôi đấy. Hazachi, như thật.